nếu như chị không nói thì em sẽ nói đó họ đau khổ thì cũng là phải chịu thôi chị à thế hey, in à em đừng làm như vậy mà không nên làm như vậy đâu em cứ giữ im lặng chuyện này kết thúc ở đây là được rồi chị à chị đừng làm nạn nhân nữa có được không vậy bộ chị không thấy mệt mỏi hả chỉ cần giữ im lặng là được rồi mà em làm như vậy không được hay sao em phải hy sinh cả công việc yêu thích còn hôn nhân của chị thì tan tành em không ngồi yên được nữa thế hey, in à Thôi được rồi. Sao hả chị? Chị nhất định sẽ nói. Chị sẽ nói cho anh Minh Sô biết hết tất cả mọi chuyện. Cho nên em đừng có nghĩ việc nữa. Dù sao thì họ cũng đã mất niềm tin ở em rồi. Tới bây giờ em vẫn chưa được bổ nhiệm vị trí nào mới. Còn giám đốc Na thì lại nghĩ rằng em rất xảo quyệt. Cho dù được nhận vào làm chính thức, thì em biết sau này mình cũng sẽ rất là mệt mỏi. Em không thể ở lại công ty đó được nữa. Kiểu gì em cũng phải nghỉ việc. Thôi được rồi. Em không cần phải nói đâu. Chị sẽ tự mình nói ra. Chị hãy nói đi. Nói hết chuyện trong quá khứ và cả chuyện cương băng sức can thiệp và đe dọa chúng ta. Nếu như chị không nói thì em sẽ nói. Chị biết rồi. Anh không biết chuyện này hả? Anh có biết cái gì đâu? Hôm qua em nói. À, không phải đâu. À, em cứ tưởng là anh biết, em tưởng Hay nói với anh khi hai người đi ăn trưa chứ. Tôi anh làm gì có thời gian mà nói chuyện đó. Cứ mỗi lần nhắc tới con nhỏ đó thì anh lại cảm thấy khó chịu như vậy. Em đang nghe anh nói chuyện đó gì hả? Li Hê Yên cứ ghé qua văn phòng nhóm B. Con nhỏ đó có mấy lần tới văn phòng gặp chị của mình. Trời đất ơi! Vậy mà mình không hề hay biết chuyện này. Hê Yên đã biết hết tất cả, nhưng mà tại sao nó không nói cho chúng ta biết chuyện gì hết vậy? Anh đã nói là nó rất xảo quyệt mà. Con nhỏ đó nhìn như vậy thôi chứ khó lường lắm. Em đã hiểu rồi. Em thấy anh cũng nên cẩn thận. Nên đề phòng với những người xung quanh mình đi anh họ à. à Em vẫn không tin được chuyện đó Không tin cô ta là chị Hê Yên Chuyện đó có còn quan trọng đâu chứ Minsu cũng đã chia tay cô ta rồi Đừng cho nó biết là em đã biết nha Nói thật Em nằm mơ cũng không thể ngờ được nữa đó Thú gì đây Thôi em đi về trước nha Ôi trời ơi Hai người cứ bàn tiếp đi Xem thử con nguyên nhân tại sao chuyện này lại có thể xảy ra rồi sau đó phải làm thế nào <laughs> có vẻ như li hay in <laughs> con nhỏ kiêu ngạo đó đang qua mặt hai người thì phải em ăn nói cẩn thận một chút đi có được không hả tạm biệt anh biết gì không? Hê In và Ly Ưng Hy là chị em ruột của nhau đó. Cái gì? Chuyện cỏn con như vậy mà anh ấy lại nói dối của ta luôn sao? Không biết anh ta còn giấu mình những chuyện gì nữa đi. Anh ơi, chúng ta nói chuyện đi. dạ tôi nghe giáo sư trên tối nay cậu có thể gặp tôi có được không vì ngày mai là ngày tôi phải bay rồi không thể gặp cậu đâu ờ à, dạ để tôi hỏi anh hy xem có được không nếu được thì cậu gọi cho tôi nha dạ tôi biết rồi ạ à. lúc nãy giáo sư chan gọi điện thoại cho anh về chuyện gì vậy tối nay bảy muốn gặp chúng ta mai bảy bay rồi em đi được không dạ em đi được em nghe nói hôm nay sinh nhật của ba anh có đúng vậy không ờ à. anh có nói ba mặc đồ cỡ của anh cho nên em đã may cái này cho bác ấy ừ. em đã may cái áo này từ khi nào vậy anh đừng có hiểu lầm ý của em. Em tặng là vì tính chất của công việc thôi. Thật ra em may trước đó rồi, nhưng không biết phải tặng cho ai. Cảm ơn em. Ba của anh chắc sẽ thích lắm. À, vậy tối nay chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà hàng nha. Ờ, à, được rồi. Nè, em cứ công đi một quãng đường chỉ để nói với Sinh John chuyện đó thôi sao? Bộ chuyện đó khiến cho anh đau lòng lắm hả? Đau lòng cái gì mà đau lòng chứ? Vậy thì, tại sao Sinh John lại không được quyền biết về quan hệ hai chị em nhà đó chứ? Em biết rõ là anh ghét cay ghét đắng con nhỏ Ly Hê In tới cỡ nào. Anh không muốn nhắc tới con nhỏ sức láo đó thêm một lần nào nữa. Khi Sinh John đòi gặp mặt nó, anh đã rất lo không biết nó sẽ nói gì về chuyện ở tiệm rửa xe nữa. Kể cả Nam Minh Xu cũng biết chuyện đó luôn. Thậm chí Ai Dân cũng biết được, rồi nói cho Sinh Dân để công kích anh đó. Cái gì? Trời ơi! Chỉ nghe cái tên Ly Hê In thôi là anh đã tức rồi. Chuyện đã lâu lắm rồi. Còn nhỏ đó còn nói lại làm chi vậy? Anh đã cố gắng tìm đủ mọi cách bịt miệng nó rồi. Nhưng lỡ như nó phát hiện ra đó là xe của em thì sao đây hả? Cái lần tụi em bắt quả tang anh đang ở chung phòng với nó, nó đã hỏi em có phải xe của em không? Ôi trời! Con nhỏ đó đúng là ăn gan hung thiệt mà. Nên em mới nói, anh đừng có giấu em nữa, có chuyện gì thì tiết lộ cho em nghe hết đi. Chỉ có cách đó thì em mới sát cánh và bảo vệ cho anh được thôi à. Anh không nói gì nữa thì tức là em chỉ việc làm theo những gì anh đã dặn. Em cũng không làm được sao? Em biết anh đang nằm trong tâm bảo mà. Em thấy sân giòn có vẻ ổn mà. Có gì đâu mà anh căng thẳng dữ vậy? Em không nhìn thấy hay sao? Chứng đầu răng tái phát rồi. Ngay cả tay của anh cũng đau lại rồi đây nè. anh thấy gì không nó là nghe nói anh tặng chị ấy ngày cặp đôi kết hôn mà em đã trộm của na sinh vong đó em làm cái gì vậy hả anh à nếu anh còn tặng quà cho cô ta thì dù là món gì em cũng sẽ cướp chúng khỏi tay cô ta lỡ sinh vong nhìn thấy thì sao đây em còn đeo nó lên người được nữa thì em đeo như vậy thôi chỉ khi gặp anh em mới đeo để khiến anh cảm thấy tội lỗi ờ ừ, trực trời... Cô đang ở đâu? Tôi đang ở phòng lưu trữ đây. Tới văn phòng của tôi ngay. Vào đi. Ồ, oh, là con đó hả? Ba, chắc là hôm nay con phải chúc mừng sinh nhật ba ở đây. Tối nay con không giữ tiệc được sao? Dạ không, tại vì tối nay con có hẹn với một khách hàng quan trọng rồi ba. À, cũng không sao đâu. Dù gì ba với con cũng đã ăn sáng cùng nhau rồi. <laughs> à, ba ơi. Ba xem, con mua tặng ba kính mắt mới đây, tại con thấy kính của ba cũng cũ rồi. Ồ, oh, vậy à. <laughs> Chà, loại này tốt lắm đó nha. <laughs> à, còn cái này nữa. Ồ, oh. đây ba. Mm. Ba xem thử coi có thích nó hay không. Mm. Wow, ba thích màu này lắm à. Cái áo này là từ tay bạn gái của con may tặng cho ba đó. Bà thích lắm, nói với bạn gái con là bà rất thích. Ờ, <laughs> à, nếu bà mặc không vừa thì cứ đưa lại cho con để con mặc cũng Chắc được. Chắc là vừa với ba rồi thằng nhóc này. Được rồi, đúng rồi, nó còn bé bà cảm ơn. Dạ. À, nhưng mà, bà thấy hình như chị con có vẻ vẫn còn buồn chuyện này. Không còn cách khác để giải quyết vấn đề sao? Chắc là phải mất thời gian một chút nữa ba. Nhưng mà ba ơi, dù gì con vẫn sẽ cưới cô ấy làm vợ, xin ba hãy giúp đỡ cho con. con đã chắc chắn về cô gái này chưa? Dạ rồi. Ừ. vậy thì ba có muốn gặp con bé? Dạ thưa ba. <laughs> con thấy sao? Ngầu không? Ồ. Rất xuất sắc. Bà biết không, nếu bà đều kính của con, mặc chiếc áo này nữa sẽ y chang minh tinh điện ảnh luôn. Vậy à, vậy thì để bà mặc áo luôn. <laughs> nếu bà thích chiếc áo này, thì tối nay mặc luôn đi bà. Ừ, bà sẽ mặc. <cười> <cười> Giám đốc cho gọi tôi có việc gì? Giám đốc Na đã biết Liên hay chính là chị của cô rồi như vậy thì càng tốt chứ sao cái gì nếu như sau này lỡ giờ tôi có hỏi gì về chị của cô thì liệu mà trả lời cho hợp lý vô sao vậy tôi thì nghĩ nên kể cho cô ấy nghe hết mọi chuyện làm vậy chỉ tổ ngăn cản chị cô với nam Insu mà thôi tôi không tin ông đâu ông nghĩ tôi không biết mục đích của ông là ngăn cản họ sao cho nên ông đừng có nói dối nữa tôi đã cố gắng giúp cô ta mà nhưng chị cô mới là người không chịu tới cuộc hẹn tôi chắc chắn ông là người gây ra chuyện đó tôi đang hết sức cố gắng thuyết phục gia đình nên cô phải cho tôi thêm thời gian à còn nữa cô cũng đừng buồn chuyện vì cô không được làm chính thức tôi làm vậy là vì cô mà thôi ông mới nói cái gì cô đọc cái này đi thông tin về việc du học cô hãy tham khảo tôi sẽ chịu toàn bộ chi phí cô chuẩn bị giấy tờ đi là vừa mọi thứ sẽ trở về bình thường nếu như cô chịu làm theo những gì mà tôi nói Hey nè, à. cô đang làm cái gì vậy hả? Cô vừa mới làm hành động gì vậy? Tôi xin lỗi giám đốc nè. Tại sao Hei lại có biểu hiện thái độ sức sượt như vậy trước mặt anh chứ? Anh đã làm gì con bé nữa rồi có phải gì không sao hô? Anh có làm gì đâu chứ? Vậy thì cô nói đi Hei thành thật xin lỗi tôi cần nghe cô giải thích chứ không phải là xin lỗi tôi không có gì để nói hết cô vừa mới nói cái gì chứ tôi xin lỗi giám đốc nè cứ để đó đi cô đừng đụng vào cái gì hết cô hãy ra ngoài mau đi Em không ngờ mọi chuyện lại tệ hại tới vậy. Con bé đã xé cái gì vậy anh? Nó quan tâm tới chuyện đi du học, cho nên anh mới đưa thông tin cho nó. Nhưng nó lại cho là anh muốn đuổi việc nó. Em thấy anh kỳ lạ lắm ông xã. Tại sao anh cứ đưa cái này cho nó hoài như vậy hả ông xã? Anh thật sự rất là bực mình con nhỏ này, cho nên anh không muốn nhìn thấy mặt nó ở công ty này nữa. Sau những chuyện này, em không thể cho con bé vị trí chính thức ở công ty. Em không thể nào tha thứ, em không thể bỏ qua chuyện này được. Anh cũng thấy tội cho nó, nên chỉ muốn làm hòa với nó mà thôi. Người ta nói lòng người khó đoán là thật mà. Em rất thất vọng về y Chắc chắn chị nó cũng y chang như vậy. Thì cùng một vụt với nhau mà. Cô ta đã dạy dỗ em mình chứ ai chuyện gì đang xảy ra vậy trời bộ em có chuyện gì hả em mới vừa đi đâu về mà nhìn mặt của em bí xị quá trời à làm việc ở đây chắc là cực hình rồi có đúng không dạ đúng là như vậy là giám đốc kim nữa sao cuối tuần này chúng ta gặp nhau đi anh muốn nói về chuyện tương lai của em đó dạ có anh giúp cho em mà, đừng có lo nhé. Ừ. <laughs> dạ. <cười> Tuyệt vời, mình thích cái áo đẹp quá. <cười> 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 ba, bây giờ cô chuẩn bị về đây. Ồ, nhanh vậy sao? Con đi trước để cô chuẩn bị bữa tối nữa. Ừ. Nhưng mà cái áo này ba mua ở đâu vậy? À. Màu sắc nhã nhặn lại đẹp nữa. À lúc nãy Minh xu nó ghé qua đây một chút nó nói tối nay không giữ tiệc được bạn gái nó đâm mày chiếc áo này cho bà đó <laughs> dạ có vẻ như minh xu vẫn còn sâu đậm cho cô gái đó cô ta đã không tới cuộc hẹn gặp con vậy mà bây giờ lại còn bày đặt tặng quà để có thể lấy lòng ba được hay sao con thật sự không có thiện cảm với cô ta chút nào xuân à đã không xuất hiện mà còn không xin lỗi thì hèn nhát quá Bye, ba li he in chính là em gái của cô ta đó cái gì vừa mới lúc nãy cách cư xử của he in đã làm cho con thật sự rất sốc con không tin được luôn không tin được họ là hai chị em nhưng mà con sẽ không nói cho ba biết thêm gì nữa đâu ồ vậy cô gái đó là chị của Hê in ôi trời nhưng mà... Bà vẫn muốn gặp con bé đó thử một lần. Gặp cô ta thì có ích gì đâu hả bà? Con nói thật, bây giờ con đã quyết tâm phản đối cô ta rồi đó. Nhưng mà... Nếu như bà vẫn muốn đi gặp cô ta thì bà cứ đi đi. À thôi được rồi. Chuyện này cứ để bà gặp con bé. Rồi chúng ta sẽ bàn sau. Dạ thưa ba. Hẹn gặp bà ở nhà sao? À, được rồi. Bà biết rồi. <laughs> người này là chị của con cái hê yên à ôi trời đất coi ly hê yên dạ tôi nghe nói chị của cô là ly ưng hy có phải không cô có biết chị cô đã hẹn hò với em trai của tôi không dạ tôi cũng vừa biết thôi vậy thì chắc là cô biết cô ấy đã thất hẹn với tôi mà có đúng không dạ nhờ cô chuyển lời tới cô ấy giúp tôi nói là đừng có qua lại với em trai của tôi nữa có thể điều này sẽ khiến cho cô ta buồn nhưng phiền cô nhắn lại là tôi rất bực mình về thái độ hôm đó nếu không tới được thì ít ra phải cho tôi một lý do đã không thể tới được cuộc hẹn rồi cũng không thể nói cho tôi biết lý do tại sao cô ấy lại cho tôi leo cây như vậy nữa ừ dạ chuyện đó cứ nhắn lại nguyên văn của tôi như vậy và nói với cô ấy là sau này đừng bao giờ gặp lại em trai của tôi nữa ờ oh, hey in hả chị à em đã viết đơn xin thôi việc rồi em sẽ không làm cho tập đoàn papa nữa bây giờ chỉ còn trông cậy chú Minsu su thôi trông cậy vào cái gì chứ tụi chị đã chia tay rồi vậy thôi anh Hi ồ oh, xin chào hay in dạ Chúng ta đi thôi Ờ à. à chú à Ờ Chú hãy nói với chị Inhi Hôm nay kể hết mọi chuyện cho chú nghe nha Là sao kể hết chuyện gì Lý do khiến cho chị ấy phải nói chi tài với chú đó Được rồi Chú sẽ hỏi Và nếu như chú vẫn còn thắc mắc Thì chú cứ việc hỏi con con sẽ trả lời mọi câu hỏi của chú được rồi chú cảm ơn cô nói thật chú cũng nóng lòng muốn biết lắm rồi mình đi thôi hôm nay cô có tới lớp trống không vậy Thành thật xin lỗi thầy. Hôm nay là sinh nhật của ba tôi, cho nên tôi xin phép vắng mặt. Hôm sau tôi sẽ đi học buồn. Thầy nhớ nhắn cho nụ cười, nó cô ấy đi học vui vẻ nha. Ba, tụi con chúc mừng sinh nhật ba. Oh. Con và anh Sang hô đã mua đồng hồ và cây bút tặng cho ba đó. <laughs> dạ con xin chúc mừng sinh nhật ba. <laughs> chúc ông ngoại sinh nhật vui vẻ. Con tặng ông nè ôi trời cảm ơn con nhiều nha <laughs> À, để con đi lấy bánh ờ à. dạ thưa bác con chúc bác sinh nhật vui vẻ ôi trời ơi cảm ơn con nha cho bác hỏi đây là gì vậy hả dạ là nhung hưu đó bác cái này người ta nói uống rất tốt cho sức khỏe cho nên con đã mua biếu bác uống đó ờ à, được rồi cảm ơn con nhiều bác sẽ chăm uống nó hàng ngày <cười> <cười> cảm ơn em nha ghiêng hi Dì đã lo lắng cho sức khỏe của ba chị. Dạ. À bác nè, kể từ bây giờ con sẽ ghé thăm bác thường xuyên. Ờ, được rồi, được rồi. <cười> <cười> ông ngoại ơi, hôm nay ông ngoại mặc cái áo đẹp ghê luôn á. Nhìn trẻ ra hơn 10 tuổi lẫn á. Ồ, minh xu tặng cho ba đó nha. <laughs> à bác. Ba nói thật là chiếc áo rất hợp với ba <laughs> tiếc là minh nó không có mặt ở đây để chung vui không có sao đâu hồi sớm nó có ghé qua văn phòng nó cũng đã chúc mừng sinh nhật ba rồi nó có cuộc hẹn quan trọng với khách hàng nên thôi kể đi dạ cảm ơn duy hi cảm ơn em đã tới nha có em nhà này mới tôi sáng hẳn lên. <laughs> dạ. Không có mình xu ở nhà thì em cứ tới chơi, cả nhà lúc nào cũng chào đón em. Đúng vậy. Dạ <laughs> Bánh sinh nhật rồi. đây. Ừ. Được rồi được rồi. Đấy rồi. Oh. À, đây 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 đây. Ồ. Oh. Ồ. <laughs> wow. <laughs> Hai bạn mừng, mừng ngày sinh, sinh nhật của à. ông. Mừng <laughs> ngày sinh à. nhật à. anh yêu. Mừng ngày đó ông xin sinh ra đời, đời. Hãy vô tay cùng chúc mừng <cười> 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 ờ? <cười> Chúc bà sinh nhật vui vẻ chúc bà sinh à. nhật vui vẻ bà nhật vui Cảm ơn các con Cô Ân Hi Sự thô lỗ của tôi trước đây đối với cô Xin cô thứ lỗi không có gì đâu, đó chỉ là hiểu lầm thôi mà. Được rồi, vậy thì không biết cô có thể tiếp tục thiết kế váy cho tôi được không? <laughs> Tất nhiên rồi, thưa giáo sư. Tôi nói thật, hai người phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý đó. Tôi thực sự rất thích cách hai người bổ trợ cho nhau. À, cảm ơn giáo sư nhiều. À, tôi đã đề xuất cho cô Anh Hy thiết kế váy cho dạng hợp sướng. Không biết cô có thể làm được không? có thật vậy không ờ, xin cảm ơn giáo sư nhiều lắm à ai nhìn vào cũng đều rất thích họ luôn khen những bộ váy mà tôi đã mặc hết dạ nếu giáo sư đã tin tưởng tôi sẽ cố gắng hết sức à khi nào có quyết định chính thức tôi sẽ báo cô ngay dạ dạ <laughs> à tôi còn phải tiếp khách ở phòng bên cạnh nữa nên tôi đi trước đây gặp lại hai người sau nha à dạ cảm ơn giáo sư nhiều hẹn gặp lại tạm biệt chào giáo sư ừ. xong việc rồi chúng ta về thôi lúc nãy em đã nghe hên nói rồi đó con bé vẫn còn rất trẻ tuổi đừng bắt nó phải nói chuyện này em hãy nên nói với anh đi nếu như tối nay em vẫn không chịu nói ra anh bắt buộc sẽ đi hỏi hiên lý do tại sao em lại tránh mặt anh chứ tại sao em không đi gặp chị gái của anh như vậy chứ được rồi em sẽ nói nhưng sau khi nghe xong rồi anh không được hối hận nữa và tuyệt đối cũng không được trách cứ em nữa anh đã chuẩn bị tinh thần chưa vậy rồi hãy cứ nói cho anh biết lý do của em đi em sẽ nói Ơi trời! May quá mấy bộ đồ phơi hồi sáng bây giờ đã khô hết rồi. <laughs> Con đang làm gì đó? Dạ không có gì. Vậy thì vào nhà ăn tối luôn đi. Ê... Hiên à? Ồ, à, cậu về trễ vậy? Làm gì vậy? Đâu có gì. Trong nhà ngột ngạt. Nên ra ngoài này cho má. Đúng là sau khi đã đi làm rồi thì con người cũng thay đổi hẳn hả? Còn cậu thì bây giờ đã ra dáng đàn ông rồi đó. Với lại cũng đẹp trai chứ bộ. Cao lên hả ta? <laughs> còn cậu thì nhìn giống như già đi 10 tuổi vậy đó. Cái gì? <laughs> nè. Cậu nói như vậy là thô lỗ lắm đó có biết không vậy? Thì cũng tại cậu tránh mặt mình trước mà cậu còn nói gì nữa. Nhìn cậu cứ như trái đất sắp diệt vong vậy. Sắp tận thế tới nơi hả? Nhìn mình thảm vậy sao? Vậy mình phải làm gì để cậu mới vui cười, mới thiệt dễ thương lên đây hay in? Cậu không cần phải làm mình vui, chỉ cần đừng chọc tức mình. À, nhớ là dạy kèm ai cho tốt đó. Chỉ có như vậy thôi hả? Ừ. Vậy được rồi. Mình sẽ dạy cho ai học thật tốt, chỉ nhiêu đó đủ làm cậu vui rồi đúng không? Vậy thôi sao? Đúng vậy nếu lỡ như mình bắt đầu thích cô nàng học trò của mình luôn thì phải làm sao đây hả vậy cũng được sao sao lại hỏi mình chuyện đó chuyện nhà ai nấy lo đi nè cậu có muốn biết cô ấy say mê mình cỡ nào không nhìn đi ngày nào cũng gửi cho mình một đống tin nhắn như vậy nè trời ơi vậy thì sao chứ nè học sinh thì phải có quyền nhắn tin hỏi gia sư của mình đừng có suy bụng tay ra bụng người á nếu như mình mà trả lời hết đống tin nhắn này thì cô ấy sẽ nghĩ là mình cũng thích cô ấy quá cứ cho là ai Dân có tình cảm với cậu đi cậu cũng nên trả lời tin nhắn của người ta mình biết rồi <laughs> cậu nhìn đi tin nhắn nữa nè nè anh về nhà chưa về nhà chưa tiếng trung phải nói là sao vậy trả lời đi chứ người ta đang muốn học đó cậu còn chờ gì nữa Trời ơi, mình biết rồi. Hủy chia lẻ mà. Hủy chia lẻ mà. Ừ, vậy mình biết rồi. Có nên hỏi thêm nữa không ta? Thôi từ từ, hôm nay hỏi nhiều đó là đủ rồi. Ý... Thực ra, hôm đó em có tới chỗ hẹn vậy thì tại sao em lại không vào gặp chị ấy chứ em đã quen biết chị anh từ trước rồi cái gì em cũng không ngờ chị của anh chính là người bạn mà em vẫn thường hay đi chơi và ăn tối cùng tụi em học chung lớp trống là bạn học của nhau là bạn của em sao mỗi lần đi học Tương lai hãy thường xuyên nhắc tới anh Chị anh tên là Na Sơn Yon Đâu phải là tương lai Ở trong lớp học trống cho em chỉ gọi biệt danh thôi à. ừ. Vậy thì chị ấy đã nói gì về anh vậy? Chị ấy nói em trai yêu quý của chị ấy Hiện đang quen với một người phụ nữ Và chị ấy hoàn toàn không thích người đó bởi vì người đó là mẹ đơn thân Chị ấy nói không thể để cho em của mình Cưới người phụ nữ đó để làm vợ được à, Chị ấy đã nói vậy sao Nhưng mà Em biết rõ chị ấy là chị của anh rồi Nhưng là giả dờ như không hề hay biết Thực ra thì vào đúng ngay ngày hẹn gặp Em mới biết chị ấy là chị của anh Chứ không hề biết trước rồi sau đó sao nữa tới giờ em vẫn không tiết lộ cho chị ấy biết mình là bạn gái của anh tại sao vì em sợ chị ấy phản đối chúng ta hay sao không phải vậy thì là gì chứ ai là người đã ngăn cản em chứ người ngăn cản em chính là người khác anh đang rất muốn biết đi nè em hãy nói rõ hết mọi chuyện cho anh biết đi anh thật sự không nghĩ được là Minsu lại vắng mặt trong bữa tiệc sinh nhật của ba đâu. Nó vẫn chưa về luôn sao? Ừ, ba nói nó phải đi gặp khách hàng quan trọng đó anh. Trời đất ơi, khách hàng gì lại hẹn gặp giờ này chứ. Không chừng là đi gặp cô ta. Em, hãy mau gọi cho nó đi. Mấy ngày qua, nó cứ nghĩ em gọi là để mắng nó thôi. Sao anh không gọi cho nó đi? Ờ, ừ? à, để anh gọi nó. Em hãy mau nói đi chứ. và anh Sơn Hù. Ồ, ờ, em đang ở đâu vậy? Em đang ngồi với bạn gái của em đi Sơn Dương đang rất lo cho em đó, vậy em về nhà nhanh đi. Nó đang ở đâu anh? Trời ơi! Ừ. Nó đang ngồi với cô ta, nghe giọng của nó đành thép lắm. Nó thà đi với cô ta, còn hơn đi dự tiệc sinh nhật của ba mình sao? Nó bị làm sao gì không biết nữa hai người đó đang định làm cái gì vậy trời có chuyện gì vậy anh có nghĩ ra lý do tại sao lúc nãy anh rể gọi cho anh hay không anh ấy gọi điện thoại thăm anh bởi vì anh ấy lo lắng cho anh mà thôi bởi vì em với anh đang trục trặc mà tại sao lại lo lắng cho anh chứ tại sao anh hi à anh có biết tại sao anh ta lại như vậy hay không Em đang nói cái gì vậy hả? Tại sao anh ta lại lo lắng cho anh làm gì chứ? Tự dưng em lại nói năng lạ lùng như vậy chứ? Anh có biết bản chất thực sự của anh rể của anh là gì không? Bản chất thực sự là gì? Ngoài anh ra thì chị của anh sẽ không vui nếu như anh lấy em làm vợ. Chúng ta hãy kết thúc chuyện này đi anh à. Em hãy nói cho anh biết một lý do đi chứ. <laughs> em không muốn nói điều này ra chút nào. Em xin anh em chỉ muốn trả tự do cho anh thôi trả tự do cho anh sao anh không muốn tự do <laughs> anh hoàn toàn không hiểu câu chuyện thật sự là như thế nào đâu nếu em nói ra thì anh đừng trách không đâu anh sẽ không trách em chuyện này đã làm cho anh phát điên lên rồi đó em hãy mau nói đi chứ được em sẽ nói anh rể của anh anh rể của anh. Thực ra, em không thể nào nói được, em không thể nói được đâu. Anh Hi à? Chúng ta chia tay nhau đi, chúng ta chia tay là sao? Em xin anh đó đừng hỏi em nữa mà. Anh muốn biết lý do tại sao chúng ta lại phải chia tay nhau? Em hãy nói đi. <laughs> em không nói được. Không có kết cục tốt đâu Hay là em muốn anh gọi cho Hiên Chẳng lẽ em lại muốn con bé Phải thay em gánh hết tất cả Mọi gánh nặng này hay sao hả anh Hi Làm như vậy có đúng không hả Chị <laughs> tốt thôi Anh sẽ gọi cho Hiên ngay bây giờ đã không thể tới được cuộc hẹn rồi. Cũng không thể nói cho tôi biết lý do tại sao cô ấy lại cho tôi leo cây như vậy. Cứ nhắn là nguyên văn với cô ấy. Và nói với cô ấy là từ nay về sau. Đừng bao giờ gặp lại em trai của tôi nữa. Anh muốn nghe mọi chuyện thì chính miệng em. Em hãy nói đi. Tại sao em lại biết anh rể của anh? Tại sao anh lại muốn chúng ta chia tay nhau? Được rồi. Em sẽ nói. Anh rể của anh chính là... Anh rể của anh thì sao chứ? Anh rể của anh thì sao hả anh Hiên? Người đàn ông xấu xa đó chính là... Người đàn ông xấu xa đó chính là ba ruột của Hei Yên. Em nói cái gì? Anh muốn em nhắc lại lần nữa sao? Người bấy lâu nay anh gọi là anh rể. Chính là... Chính là ba ruột của Hei Yên. Em đừng nói cái gì vậy <laughs> Em nói ra rồi anh vui lòng chưa